Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm khi Chúa Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói Con Người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị tiên tri. Chúa Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu nói với ông: này Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì thì trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì thì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa. Nếu anh chị em để ý thì sẽ thấy là Á Châu, trong đó có Việt Nam của mình, là cái nôi của những truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới. Phật giáo nha, Ấn giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Kitô giáo, Khổng giáo, Lão giáo, tất cả đều phát xuất từ Á Châu hết. Cho nên các dân tộc Á Châu nói chung và người Việt Nam nói riêng có một cảm thức tôn giáo rất mạnh, đạo đức lắm. Đấy là tôi chưa kể Việt Nam mình còn đạo Cao Đài, đạo Hoàn Hảo chứ. Nhưng mà bởi vì có nhiều tôn giáo quá cho nên nó cũng dễ hình thành một quan niệm, thì đạo nào cũng như đạo nào ấy mà. Đạo nào cũng tốt cả, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, chứ có đạo nào mà lại dạy đi cướp của giết người đâu. Mới đây tôi còn nghe có một người nói mà đạo nào cũng như đạo, đạo nào cũng giống nhau cả, nhiều đạo quá. Mà thật, đâu có đạo nào mà dạy đi cướp của giết người đâu. Nhưng nếu đạo nào cũng như đạo nào thì ta không cần phải giới thiệu Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa cho người ta nữa. Anh chị em thấy không? Đạo nào cũng giống nhau mà, giới thiệu làm gì nữa? Và đây cũng là một luận điểm của một số nhà thần học ở Á Châu đấy, chứ không phải chỉ là chuyện bình dân đâu. Miễn sao mà dạy người ta giữ cái đạo của người ta cho nó tốt đó, thật là được rồi. Không cần phải nói gì về Chúa Giêsu, về phúc âm của Chúa cả, phức tạp. Và nó cũng có thể dẫn đến một thái độ có người gọi là hòa đồng tôn giáo, có người dịch nó đơn giản hơn là đề huề tôn giáo, trộn lẫn chung với nhau.
Thế cho nên có người theo đạo Công giáo đấy, nhưng mà vào nhà thấy có ông bịa với lại có bát nhang đàng hoàng nhé, để làm ăn cho nó khấm khá. Nhìn góc kia lại thêm Phật Bà Quan Âm nữa, đủ, không thiếu. Để huệ tôn giáo. Ê, trong một bối cảnh như vậy đó, thì bài tin mừng hôm nay nói gì với chúng ta? Chúa Giêsu hỏi các môn đệ rằng, thế người ta nói thầy là ai? Các môn đệ trả lời, người ta nói thầy là Gioan Tẩy Giả này, hay là Elia này, hay là Giê-rê-mi-a này, hay một vị tiên tri nào đấy. Nghĩa là người ta đánh giá Chúa Giêsu cao lắm chứ. Trời ơi, ngang với Gioan Tẩy Giả chứ đâu có đùa. Ngang với Elia là một vị tiên tri nổi tiếng ở trong Cựu Ước chứ. Ngang với ông Giê-rê-mi-a là một khuôn mặt người ta cảm phục hết sức chứ. Đánh giá cao lắm. Nhưng mà như vậy đủ chưa? Chúa Giêsu hỏi thêm, thế còn anh em? Anh em nói thầy là ai? Hàm trong câu hỏi đó có nghĩa là nói như vậy chưa đủ. Chưa đủ. Anh em nói thầy là ai? Và bản thân anh em xác tín như thế nào? Các môn đệ mới thưa, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Hết sức quan trọng. Nếu mà chúng ta bảo đạo nào cũng như đạo nào đó, thì cũng giống như người ngày xưa người ta bảo là thầy là Elia, là Gioan Tẩy Giả, là Giê-rê-mi-a. Thì thời hôm nay người ta sẽ nói là thầy cũng giống như là Đức Phật, cũng giống như ông Socrates, cũng giống như Lão Tử. Thế thôi. Quả thật là thưa anh chị em, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành cả, đạo nào cũng giống nhau cả. Nhưng đấy là chúng ta mới chỉ đứng trên bình diện luân lý đạo đức thôi. Mà ngay trên bình diện luân lý đạo đức cũng đã có những khác biệt. Tôi xin hỏi anh chị em, thế thì ngoài giáo hội Công giáo ra, những người theo các tôn giáo khác, người ta có được phép ly dị không ạ? Dạ thoải mái ạ. Hội thánh không cấm ạ. Có giáo hội nào mà có lập trường quyết liệt về vấn đề chống phá thai như Công giáo không? Đấy, ngay ở trên bình diện luân lý đạo đức đã có sự khác biệt rồi. Nhưng mà tôn giáo thì không chỉ là chuyện luân lý đạo đức, mà tôn giáo còn là cả quan niệm về thế giới, quan niệm về con người, quan niệm về cuộc sống. Và chính những quan niệm đấy, những chân lý đó, nó dẫn lối cho cuộc sống luân lý đạo đức. Thế người Công giáo của chúng ta có tin giống như anh chị em Phật giáo rằng chết xong thì mình hóa kiếp, mình sang kiếp khác không? Có không? Hay là đối với người Công giáo thì tôi chỉ sống cuộc đời này có một lần và sau đó là vĩnh cửu. Và một cái nhìn như thế về cuộc sống làm người, nó cho thấy tầm quan trọng cỡ nào của cuộc đời hiện tại. Tôn giáo không chỉ là chuyện luân lý đạo đức, mà còn là cái nhìn về con người, về cuộc sống, về những giá trị của đời sống. Và cội nguồn của sự khác biệt đó là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Tại sao tôi tin vào Đức Giêsu Kitô mà tôi lại không tin vào, xin lỗi, Đức Phật, ông Socrates, ông Lão Tử, mặc dù tôi rất kính trọng các ngài?
Dạ thưa, là bởi vì các ngài cũng chỉ là con người thôi, cho nên các ngài có giúp tôi thấy chân lý thì cũng chỉ là một chân lý phiến diện thôi. Chỉ có Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa làm con người mới có thể nói cho tôi biết chân lý toàn diện về Thiên Chúa, về con người, về cuộc sống, và chân lý đó giải thoát tôi. Chỉ có Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa làm người mới có thể chết thay cho tôi, mà nhờ cái chết đó tôi được cứu độ. Anh chị em đã thấy sự khác biệt lớn như thế nào? Thế cho nên, cùng với các môn đệ ngày xưa, chúng ta phải lập lại hôm nay, lập lại với tất cả xác tín, lập lại với tất cả sự hiểu biết. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta coi thường các tôn giáo khác. Trên đất nước này, người Công giáo chỉ có 7%. Ở Sài Gòn này, người Công giáo chỉ có 10%. Một người Công giáo đi làm ở xí nghiệp thì phải ý thức rằng bên cạnh mình có 9 người khác chưa biết Chúa Giêsu. Và họ là những người rất tốt. Mình phải trân trọng họ và cộng tác với họ trong tất cả những gì là tốt lành. Nhưng mà đồng thời phải giữ được căn tính của mình. Phải xác tín rõ ràng Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu độ, là con Thiên Chúa làm người. Và không chỉ xác tín ở trên bình diện lý luận, mà là thể hiện trong cách sống hàng ngày của chúng ta. Gandhi đã từng nói một câu đau đớn về Kitô giáo: tôi đọc phúc âm của Chúa Giêsu, đặc biệt là 8 mối phúc thật, và tôi thấy tuyệt vời. Giả như mà các Kitô hữu đều sống 8 mối phúc thật thì dân tộc Ấn Độ của chúng tôi đã theo đạo của Chúa Giêsu lâu rồi. Cái câu nói rất đau đớn đối với chúng ta. Không chỉ tin trên bình diện lý luận, mà là thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Thưa anh chị em, bài tin mừng không ngắn lắm, nhưng tôi không dám khai triển hết, sợ mất giờ của anh chị em. Tôi chỉ xin chọn có mỗi một lời tuyên xưng của Thánh Phêrô để chúng ta tập trung vào đó, suy niệm với nhau ít phút trong khung cảnh thánh lễ này. Và giờ đây chúng ta cùng với các môn đệ ngày xưa, cùng với hội thánh toàn cầu, tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa trong Kinh Tin Kính, và xin cho lời tuyên xưng đó thực sự phát xuất từ cõi lòng của mình và hướng dẫn đời sống của mình. Xin mời anh chị em.